bà ngoài ngồi chị cho ha, coi thử coi bấm chưa vừa rồi ha. À, lời đầu tiên Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Cũng tiếp tục cái chương trình thiện nguyện hôm nay, Minh Hoàng cũng có một cái duyên được một chị Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ tạm thời giấu tên, và cũng đồng hành với lại hai kênh YouTube và kênh Đạt Miền Quê, Sông Hậu và Lê Thoàn. Hôm nay cũng nhờ bạn Sông Hậu giới thiệu cái hoàn cảnh của hai cụ. Dạ con chào cụ. Dạ. Dạ cụ tên gì cụ? Hồ Nhẫn Kế. Dạ cụ năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 32. 92 tuổi. 92 tuổi. 92. Dạ, trời thọ dữ. Sinh năm 32. Dạ. Còn bà ngoại? Sinh năm 43. Ngoại sinh năm 43. 84, 83 gì đó. 1981 tuổi. Rồi, hai cụ rất là thọ luôn. Ông ngoại thấy trên tay ông ngoại cầm giấy số, ông ngoại đi bán giấy số hả? Bán giấy số. Rồi, 92 tuổi mà còn đi bán giấy số. Phải bán sống chứ làm sao giờ. Ông ngoại đi vẫn còn thấy đường đi. Đi. Đi mạnh hả? Cỏ dữ lắm. Đoàn 9 năm, 19 năm hết đoàn rồi. Yeah. Mà không có lẫn, tôi chưa lẫn, tiền còn đếm được. Tiền còn đếm được luôn? Đếm được. Yeah. Không đếm bán mất tiền xong. Một ngày ông ngoại bán được bao nhiêu tờ? Hôm nọ nữa thì bán có 50-60, không có vốn. Rồi nhờ có cháu đó ở gần đây nó cũng giúp cho một số vốn vài triệu gì, rồi từ đó tới nay bán bằng tiền mặt không. Già nó không cho lấy gối đầu nữa. Yeah. Hội hàng tiền đứng tiền góp gì nó không cho hết trơn. Mà người ta không cho là đúng, mình chẳng tiền người ta. Yeah. Chết ai ra trả. Ông ngoại với bà ngoại được mấy người con? Năm. Năm người một con. Một đứa con gái lớn, bốn thằng trai. Rồi các con ông ngoại có phụ giúp cho ông ngoại không? Nó đi lo, nó bổn phận cho vợ con nó thôi chứ đâu có. Nó bị không có khá. Đi làm thuê ở Bình Dương á. Ở Bình Dương. Ở có đây. Về thăm ông bà thường xuyên không? Ít thăm lắm. Ít về ít lắm. Về. Rồi hai ông bà phải tự bươn chải sống vậy đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ông đi bán vé số về nuôi bà. Dạ. Không bán cái gì rồi, sống. Rồi 92 tuổi rồi mà còn ông ngoại còn lăn lội đi bán vé số. Ông ngoại một lần đi bán đi xa không? Đi xanh bên Cù Lao mình nè. Xanh bên có Cù Có xe đạp. Ông ngoại đạp xe đạp đi luôn hả? Xe đạp mà không có ngồi trên đây được, ngồi trên dưới ba ga rồi chòi không à. À mình đẩy đẩy bơi bơi đi ha. Bơi bơi. Chứ để lên trên rồi mình chỏi không kịp cái nó té, xe qua mặt cái nó té. Dạ. Trời ơi khổ. Một ngày là ông ngoại bán mình kiếm lời được 100-200 ngàn không? Không có, nổi cái này là 120. 120 lời trên 100 chút đỉnh là bị gì nó bán. Nó nhắn lại hết 5 ngàn bạc rồi còn có 95 à. Trăm còn có 95 mà. Yeah. Nó không cần mình bán bởi vì bán hàng như cô gì nó quá đông. Nó kệ, cũng có bán được sống được thôi. Còn bà ngoại, bà ngoại có bệnh gì không? Có bệnh tim. Bệnh tim hả? À, hay mệt lắm. Hay mệt lắm hả? Ừ. Bạn quay lãnh hả? 80-mấy tuổi nhưng có ông ngoại bù lại cái ông ngoại được minh mẫn sáng suốt, vẫn còn đi làm lao động, vẫn còn đi bán vé số để mưu sinh được. Cái điều này cũng thật là tuyệt vời. Cái phước sức khỏe của ông ngoại rất là tốt luôn. Tuổi cháu nữa không biết tới 70 được không nữa, chứ đừng nói chi mà tới cỡ như ông ngoại. Yêu cầu mấy cháu tập thể dục. Thể dục không ngoại? Ông đạp xe riết ông không có đạp xe là chuyện thường, khuya thức dậy thể dục. Thể dục khuya ông ngoại tập thể dục mà
ngoài kia thức dậy tập thể dục luôn. 5 giờ là ông thức rồi đó. Non non nửa tiếng. Ngoài có dở tạ không? Đâu có làm cái đó nổi. À, không làm nổi hả? Tập thể dục nhẹ nhẹ ha. Tập không? Ông ngoại có bí quyết gì không? Chia sẻ đi. Không, tôi tập thể dục khác hơn thể dục của người ta. Ông ngoại tập thể dục như cô ngoại. Ông ngoại ngồi đi, ngồi không, xuống. Không. Cứ ngồi làm thôi. Tôi giả bộ. Bây giờ đó tôi còn 27, 28 tuổi tôi đi chơi đó. Tôi làm đệ tử cho ông võ sư Quỳnh Trung Chánh đi rước em cho ổng. Rồi ổng chỉ tôi nó 45 tuổi mày phải lấy cái bài bản của tao dạy mày để mày tập thể dục. Quánh gì gì ra, một cái là 5 cái nha. Chỏ cũng 5 cái, chỏ đập, lên gối, đá. Ngoài có võ luôn. Ông dạy chứ tôi đâu có học võ. Nhưng mà dạy thì ông ngoài học thì đương nhiên có võ. Không, ông dạy như nghề võ vậy đó. Dạy như nghề võ vậy ha. Mà với tôi gìn tôi coi ông dạy mấy đệ tử ông tôi ăn cắp. Ăn cắp nghề hả? Ăn cắp. Mỗi một ngày là cứ dày dày thôi hả? Cái này quýnh 5 cái nào cũng 5 cái, chỏ đập, chỏ khẩm. Rồi quýnh chỏ luôn. Vậy vậy luôn hả? Vậy hả? Đã bị về con bắt cháu tập tới coi. Mà tôi dặn cháu nha. Dạ. Cái chỗ đập á phải cầm nắm đập mới được, đừng có xe. Nghe kịp chưa? Dạ, phải nắm vậy ha. Nó không có lực. Còn cái chỗ giật xuống đó ha, là phải xè cái tay chặt xuống nó mới mạnh nha, chứ nắm gì cũng không có mạnh nha. Vậy là có cái bí quyết. Cái đó là ổng chỉ tôi. Khi mình đánh là mình phải cung. Vậy nó mới mạnh đúng không? Còn khi mà mình chỏ xuống là phải thẳng tay vậy hả? Xè chặt xuống nó mới mạnh. Chặt xuống hả? Xè cái tay chặt xuống nó mới mạnh. Rồi còn một cái điều này nữa. Hôm nọ tôi có chỉ thằng đó nó ở trong Gạch Giá ra, nó đi đám giỗ hình nó tốt quá trời tốt. Rồi tôi vuốt nó hoài mà nó lấy tôi 5 vé số rồi. Nó sao ông vuốt con hoài, tôi nói tiếc gì sao quá. Có chút này võ. Nó nói như vậy ông biết võ hả? Tôi nó không có biết mà được biết thế chút ít thôi. Nó nói giờ ông chỉ tôi một cái còn 45 vé của ông tôi hốt cái thân tôi nó rồi nè, bắt đầu chỉ nè. Chỉ luôn. Ở bển địch thủ nó quánh qua, cháu đừng có đưa cái tay này mà đỡ. Đưa tay này đỡ cái gãy cuốc cái tay. Kéo nhẹ gì ra nó chặt cái tay cái chặt vô sống mũi nó. Mà cái tay này mình còn để yểm trợ cái tay của nó coi chừng nó nghe. Nói mấy cháu mà có chút nghề mấy cháu biết liền à. Nó quấn cái tay kia thì cái tay này mình cũng kéo gì gì cho nó tạt ra rồi mình chặt cái tay này lo cái tay của nó sợ cái tay kia nó phản đòn thôi này. Như được rồi không nói thêm nữa. Đúng rồi để ngoại nói ngoại đang truyền về nghề mà mày á ưa uống cà phê chứ mày không có cự lộn quấn lộn với ai trơn, mà có địch thủ nào mà nó quấn lộn như mày tao chỉ cái thế này là cuối cùng rồi. Mày lại cái bàn của mày uống nước, mày kêu nước nóng, mày đổ vô để trong cái bình tích đó, mày tạt vô mặt nó rồi mày quánh, mày chụp cái ghế nó quánh qua mày đỡ mày dặn nó cái gậy cuốc ngoại ơi à. Không được, cái tạt nó sâu vô mặt người ta mình ở tù chứ không được, chịu chơi rồi thôi không học chiêu đó đâu, không thôi học chiêu đó con không học đâu. Ông chỉ ông dạy chiêu đó, ông chỉ chiêu nào chơi chiêu tiểu nhân không? Thôi chiêu đó không được thôi, nghỉ. Không được. Cái đó ông chỉ rồi đó, ông chỉ bằng miệng đó. Ông thầy nào chơi không được. Võ sư Quỳnh Trung Chánh, ông chết rồi. Cái chiêu này được nè, cái chiêu. Để tới còn cây bên đây mình vuốt đúng không? Vuốt. Kéo. Muốn quánh chặt xuống hả? Không, kéo lên vậy chứ không có quánh gì đâu. Kéo lên cái tay nó tạt ra. Cái tay này chặt xuống hả? Bên đây mình thủ cái tay của nó, nghe kịp chưa? Rồi. Ông này sáng nè. Đúng rồi, ông ngoại nhìn người, ông ngoại biết võ sư mà. Ông này sáng nè. Đúng rồi. Nói sơ qua cái ông nắm liền. Ông ngoại biết sao không? Đó là phó giám đốc TikToker đó. Bởi vậy lẹ lắm. Phó giám đốc TikToker đó chứ. Rồi thôi, cái đó rồi. Cái đó là chỉ mới chỏ với lại đấm thôi, còn có gối không? Có lên không. Gối không? Lên gối cũng 5 nữa. Lên gối. Mỗi cái nào cũng đều 5 hết. Lên 50 ha. 5 cái chứ không phải 50. 5 cái hả? Rồi lên gói rồi chúng họ bị gì không? Không có, cái này là mình tập mà, tập cho nó cái thân thể của mình nó đảo lộn. Tập thể dục hả? Thể dục. Chứ ổng có dạy là khi mà cặp cổ nó lên gói không? Không có dạy vô cái lộn, dạy thủ thế không à. Nhờ vậy nên ông ngoại mới khỏe ha.
Rồi bà ngoại có tập không? Không. Bà ngoại không tập hả? Tôi không có tập gì hết trơn. Không có tập gì á mà cũng thọ ghê á. Bị nhờ làm, còn công chuyện. Làm chuyện á. Rảy bái rồi đó. Rồi giặt vũ rồi hả ngoại? Có mần rác rồi mấy chục năm đó. Thôi, bà ngoại kể hồi xưa ông sao mà ông ngoại cua dính ngoại vậy? Hồi đó ăn nhà tôi ở đây, cái ổng đi qua bán số. Bán số số đuôi á. Dạ. Trời ha, bữa nay tôi lộ ra ông ngoại cũng có làm cái nghề mà. Nghề mới nghề, luôn, nghề sống rồi. Em mới mà cậy cậy bà của tôi đằng đằng kia kìa. Mới nói cứ đó. Tôi cự lại. Mấy ông mẹ tôi gã liền. Là không mà lúc đó ông ngoại, lúc đó là bên nhà ông ngoại có qua hỏi ngoại không hay là nhờ ta đi hỏi giùm? Tôi tự đi luôn hả? Tự hỏi luôn. Ừ. Rồi bên ba của ngoại là chịu luôn. Mẹ có hả? Mẹ không à? Mẹ là chịu luôn hả? Chịu ông ngoại, thấy ông ngoại chịu luôn hả? Ừ. Mà đó bà ngoại có chịu ông ngoại không? Cười. Có chịu không? Ai hay biết đâu mà. Nhìn mà ngoại cười mắt ngoại liêm diêm, con nghi chắc ngoại cũng ghiền ông ngoại đó lắm. Đúng không? Phải không? Có không ngoại? Qua lại hoài riết quen. Qua lại rồi riết quen. Rồi khi đó ông ngoại còn làm vụ đó không hay là bỏ vụ đó? Vụ gì? Cái vụ số đầu rồi đó. Dễ gì bỏ? Không bỏ nghe. Bởi vì mấy ông cách mạng gì xuống đây lại là tôi biểu làm luôn đó. Tới giờ đó ông bằng cái nghề gì ông cứ nói, tôi nói tôi bán số đuôi sống 32 năm, nó cự tôi nói mấy ông cự chưa đúng. Mấy ông cách mạng 30, tôi cũng cách mạng 30, mà mấy ông biết lực lệ của cách mạng chưa hơn tôi đâu. Bởi vì tôi giờ bỏ đi, giờ bỏ vô đó đi, giờ bây giờ ông ngoại là bỏ rồi đi bán giấy số ha. Giờ cũng trước sau cũng bỏ ha, bỏ lâu rồi ha, đi bán giấy số thôi ha. Bán giấy số thôi, không có kèm nữa. Kèm rồi em cháu nó nhỏ, cái nó nói nặng nhẹ mình mắc cỡ quá. Đúng rồi, thôi bây giờ mình bán giấy số sống được ở ngoài ha. Bán giấy số là mấy chục năm rồi đó, lâu lắm rồi. Bán mấy chục năm luôn ha. Đúng rồi, bán hồi giấy 2.000 cái giờ. Ví dụ như một ngày mà ông ngoại không đi bán chắc buồn lắm ha. Buồn. Buồn không ngoại? Buồn. Buồn ha. Ngày nào không đi bán là ông bệnh đó. Dạ, nhưng mà hôm nay anh em tụi cháu đến đây thăm ông ngoại bà ngoại, ngoài cái tuổi rất là cao của ông ngoại, tụi cháu cũng rất là ngưỡng mộ và rất là kính trọng ông ngoại bà ngoại. Ở cái tuổi 92 mà vẫn còn đi bán vé số về lo cho bà ngoại 80 mấy tuổi. Hôm nay thì chương trình tụi cháu đến đây thăm ông bà ngoại cũng có một phần quà của một chị ở bên Mỹ giấu tên gửi tặng đến cho ông bà ngoại ha. Và đây là có đầy đủ ha ông ngoại, đường, bột ngọt, rồi hạt nêm, dầu ăn, nước tương, nước mắm và một bao gạo thơm lại ha. Quá cảm ơn. Dạ, rồi ông bà ngoại cảm ơn chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Mỹ ha. Cảm ơn. Dạ, cảm ông ngoại nói lên màn hình, ông ngoại nói ông ngoại. Cổ biết, đâu có biết thứ mấy nói cháu. Một Mạnh Thường Quân giấu tên được rồi. Cảm ơn cô Mạnh Thường Quân giấu tên. Cảm ơn cô Mạnh Thường Quân giúp đỡ tôi. Không biết chừng nào mà tôi gặp được cô. Sao nào làm sao cho tôi thấy cái hình của cô, tôi trả ơn. Dạ, cái này thi ân bất cầu báo ông ngoại. Tại vì cổ chính cái tên cổ cũng không cho lộ ra nữa. Thì cổ từng bao nhiêu tuổi, 50 không? Dạ, chính tụi cháu cũng không biết nữa. Tụi cháu chỉ là cái nhiệm vụ thôi. Dạ, bà ngoại có vui không? Vui. Vui ha. Rất vui khi mà được bà con giúp đỡ. Cô Mạnh Thường Quân tôi rất cảm ơn. Dạ. Vì tuổi già không có làm gì được nữa. Thấy ngoại thấy thương không? Bởi vì hồi trẻ chắc ông ngoại ông thương dữ lắm, ông đeo dữ lắm nè. Đeo dữ không ngoại? Hồi đó ông ngoại nói thiệt đi, ông ngoại đeo bà ngoại dữ không? Đeo thì không có dữ gì mà đều nói thiệt với cháu. Cùng trước là lái bò cũng xí Sài Gòn. Ừ. Tay đờn ca nữa.
thành ra đi mênh mông trời đất hết trơn. Dạ. Ít có ở cái địa phương này chứ. Dạ. Rồi ngày mà nó hết vốn rồi về mới gặp bà này nè. Hết vốn mà hết mới, vốn hết vốn mà mới cho giặt về đây ha. Ừ. Ừ. Rồi bà cũng do cái duyên hên sao bà ngoại vớt ông ngoại tới vợ. Tại vì mẹ chịu thì con mới chịu chứ sao giờ. Rồi con... thôi hôm nay tụi con đến thăm ông bà ngoại ha. Ừ. Cũng có cái trao một cái phần quà của chị Mạnh Thường Quân gửi đến để gọi là cho ông ngoại có ông bà ngoại có cái để mà mình sử dụng hàng ngày ha. Ừ. Dạ. Ông ngoại đi bán ông ngoại có bị xỉu không? Tôi hả? Dạ. Trời ơi, xỉu nằm chục đường hoài chứ. Trời xỉu luôn hả? Ừ. Rồi vé số làm sao? Nó báo cho mình biết trước cỡ chừng một phút cái bỏ cái xe cái tôi nằm. Ừ, ông vậy là ông ngoại có cái căn bệnh gì hả? Lên máu. À, lên máu hả? Đói bụng cũng lên máu mà mệt cũng lên máu, bởi giờ thuốc tôi không có nóng. Ừ. Ông ngoại đi bán cẩn thận ha. Dạ. Nó tăng tăng cái mặt cái tôi biết rồi, tôi dựng cái xe tôi nằm. Vé số thì sao? Vô không sao, không có ai phá nói gì. Chắc không bà con không đến nổi phải lấy của ông ngoại đâu. Tại không có ai lấy đó trơn á, người ta còn giúp giùm nữa. Ba tháng này không có xỉu dọc đường nữa rồi. Bị gì á? Đói bụng nó ươi lên máu dữ lắm. Mà mệt nó cũng lên máu. Rồi thành ra tôi giữ hai cái. Lúc thì còn vé số khá khá người ta bán giùm. Đó là muốn cả đường á. Vì ổng đi bán ổng ít chịu ăn lắm, thành ra xỉu hoài. Dạ rồi, thay mặt anh em chương trình cũng con cũng chúc ông bà ngoại được nhiều sức khỏe để mà ông ngoại lo cho bà ngoại nữa. Không biết chừng nào gặp cái cô vậy anh sư phạm. Vậy tôi mừng mấy chú hết trơn hết trọi nha. Cái mặt cái cổ dạ, con mạnh vương con dạ, có duyên thì tụi cháu sẽ trở lại thăm ông bà ngoại nữa. Con người dạ. Nhỏ tuổi mà làm được cái điều này rất là quý. Rất quý. Dạ, dù một chút thì cũng ơn nghĩa. Nặng lắm đó. Minh Hoàng cũng thay mặt cho ông bà ngoại. Xin chân thành cảm ơn chị giấu tên ở bên Mỹ đã có một cái phần quà tuy rằng nó không nhiều nhưng mà nó mang một cái sự ấm áp tình người đến cho những bà con nghèo ở Việt Nam. Một lần nữa Minh Hoàng xin chân thành cảm ơn chị. Và trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ông bà ngoại giữ gìn sức khỏe, mạnh khỏe ha. Dạ. Thôi tụi con xin phép tụi con đi nha. Dạ. Dạ, xong đi cũng khỏe. Dạ.